ODPZ của Sunny Đặng Lao giúp Hồng Vân. Sau khi Khoa Bắc có bài đăng vào tối ngày 30 tháng 11 phút phút ai đó, dân mạng phát hiện giá đồng Diamond Boy Set Coins DPZ của Sunny Đặng đã Lao giúp Hồng Vân. Trong bài đăng dài tối ngày 30 tháng 11, Khoa Bắc nói về việc mình bị thằng bạn mới quen bạo tự tiến đến tiền, khiến YouTuber bị lừa mất 30 tỷ đồng. Không nhắc đến danh ai, nhưng nhiều người nghĩ ngay tới Sunny Đặng. Thời gian gần đây, xuất hiện thông tin Khoa Bắc và Sunny Đặng đã cạch mặt nhau. Giữa lúc dân mạng vẫn đang xôn xao bàn tán về bài đăng của Khoa Bắc, nhiều người phát hiện giá đồng tiền số DPZ của Sunny Đặng bỗng chốc lao dốc không phanh. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, tối ngày 30 tháng 11, giá của đồng tiền mã hóa Diamond Boy Setcoin DPZ của ông Hoàng Kim Cương Sunny Đặng đã tiếp tục lao dốc từ 0,028 USD xuống còn mốc 0,021 USD. Trong tuần qua, đồng DPZ của ông Hoàng Kim Cương sụt giảm liên tục trong nhiều phiên liên tiếp, sụt giữa mốc đỉnh 0,145 USD thiết lập vào tối ngày 28 tháng 9. Giá của đồng DPZ đã giảm xuống chỉ còn 0,021 USD mỗi token trong tối ngày 30 tháng 11, bốc hơi hơn 80% giá trị chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. DPZ được phát triển dựa trên nền tảng Binance Smart Chain. Theo chia sẻ của Sunny Đặng, khách hàng có thể sử dụng DPZ coi để mua trang sức từ cửa hàng của ông Hoàng Kim Cương. Sunny Đặng còn cho biết sẽ phát hành các tác phẩm NFT, token không thể thay thế trong tương lai dựa trên đồng tiền ảo này. Những thông tin về tiền mã hóa, cryptocurrency hay thường được gọi là tiền ảo chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.